về đường hút. Nhấp vô hàng chiến chạy gì quỷ vậy? Chạy người ta. Lái lái dù xì. Cái cây. Chút tôi ăn tạm cây đó gì ạ? Đừng nghiêng quá bạn ơi. Cá sảy mấy bạn ơi. Nè, cháy xong rồi nha. Ở chạy vô đây hay gì ạ? Cầm nghe đây kìa. Đâm à. Đây là mít Tư Phương. Ngủ sáng giờ. Mặt xanh lè xanh lét. Ăn no rồi. Câu được kìa. Sá muối luôn. Lại lại vũ xì. Qua chế độ coi coi là gì qua này thao rồi nổ ha. Bạn câu thì bạn câu đi, bạn nói gì chi vậy? Lấy cảnh này hay gì? Ừ, lấy cảnh con cá này đúng không? Ừ, lời ha vậy. Tài đâu đâu chứ tài. Cào vậy đâu con nào chạy được. Quẩn quẩn. Hồi dướng góc rồi. Lên cào rồi. Giật cũng thấy ghét nữa. Vậy em bắt tấn hai tay cho đành đó. Cần nhẹ. Nhót. Chờ cá lại cái xe tim mình đánh một cái. Phao kìa. Rồi, véo, giữ lại. Con chạy kìa. Con phi chạy ghê ta. Cá vậy mà vớt cũng hụt nữa ta.
biết mà ăn cái gì á. Xin phép mấy bạn tôi chửi nó cái nữa. Lên hàng các bạn ơi. Nó nói với chửi với Hương lắm à. Cưng lắm à. Ê, Tiểu Hồng. Thì thấy nó đã đỏ vậy biết. Nhà mình có cái giọt mà mình kêu ai. Giấu làm chi vậy? Rồi. Rồi. Giấu rồi. Giấu rồi. Quần ghê quần. Lâu lâu mới lên được cá nên là hơi bối rối. Cái giọt vậy á. Giọt ta bị nặng. Chứ nó nổi đâu. Cái giọt gì mà ginh tám thằng ginh không nổi luôn mà. Xạo anh ơi. Ai bay hả? Sao? Cặp chặt nha. Thằng đó giải hơi bị đau à. Phương câu phi đực. Sao biết phi đực này à? Nó để chữ đực nè, mặt nó kìa. Hay quá Phương ơi. Cái cục những cá lớn này. Phi. Dướng rồi, dướng rồi. Thôi, kéo vô. Anh vô. Để tôi chửi kìa. Nghĩ con không biết nữa. Hay quá Phương ơi. Không có Phương là sẵn cá đó rồi, mà có Phương thì sẽ hãy luôn. Phương sẽ lẹ hơn. Pin nữa. Không sắp hết tới rồi đó. Hết gì? Ừ, thấy rồi. Cảm ơn à. Tức rồi đó, anh thích cái suy nghĩ của Cưng. Gì mà ăn vậy? Nhịn. Hàng gói mì. Mì còn nhiều mà. Em thoa bút chân. Mèo khen mèo về đuôi luôn. Dừng con con. Có ăn đâu dừng dưới đợi. Nổ ta lên luôn rồi. Nước nó hết chảy hoặc là mình dùng dây đợi á. Thì câu cá không cho giật hay gì? Đúng rồi. Ngon hả? Không ăn giật làm gì? Sáng mồi. Sáng mồi, nó sáng mồi. Đuổi giật gì? Đuổi giật dướng cái bụng cá dính thì nó làm sao? Nha, người mốt sáng mồi, nói sáng mồi rồi để nó thằng Tâm khó lắm á. Nó nói Tâm ơi, tao sáng mồi. Nói chưa? Lại nè, nói nè. Chị khục. Ôi, có hai cá ngát kìa. Kiến sống gần Phương sao sống đó sống rồi sao sống nhìn xuống đây quả tí tai rồi đây là thành quả câu kéo của anh em đó nhiều chứ hả quá tí vậy nè à. Kìa chỗ này coi. Đó. Vô đây chụp thấy không? Sao vậy? Ít chứ nãy giờ chưa quá tài luôn hả? Ôi. Cũng được rồi. Ừ. Chụp ký ha. Cá bự bự. Rồi. Về. Tối rồi. Ngoài máy. Thiện trưởng.